Từ ngày 2 tháng 4, thành phố Hà Nội sẽ mở rộng các điểm test nhanh, thành lập các trạm xét nghiệm di động và thông báo cho người dân biết để đến xét nghiệm. Hiện hai nguồn lây nhiễm cao nhất hiện nay là từ nhóm ở nước ngoài về và từ khu vực Bệnh viện Bạch Mai. Các bệnh nhân nghi ngờ có dấu hiệu mắc Covid-19 tại các bệnh viện trên địa bàn cần được khám và có phòng cách ly riêng. Trong chiều tối mùng 1 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã chuyển cho mỗi bệnh viện các test nhanh để xét nghiệm. Tiến tới sẽ chuyển tới các trạm y tế nếu đủ điều kiện.